thầy nhé. Rồi hai tay chống hông gặp cổ, động tác thứ nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác thứ hai chúng ta xoay cổ tay của chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sau đó chúng ta đổi chân. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác thứ ba chúng ta xoay vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thứ tư chúng ta xoay cánh tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác thứ năm chúng ta xoay khử tay Hai tay chúng ta ngang vai chúng ta nắm tay lại chúng ta co Sau đó chúng ta gập cổ xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rồi chúng ta xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tay chúng ta chống hông, chúng ta xoay hông động tác thứ 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bây giờ chúng ta thu chân lại, chúng ta tay chúng ta đặt gối, chúng ta xoay gối các em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Động tác cuối cùng chúng ta gập gối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi phát triển chung động tác phương thở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi, lát số 2 đồng cánh tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi, động tác số 3 động tác chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi, động tác số 4 động tác vận mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi, động tác số 5 động tác phối hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi, động tác số 6 động tác thăng bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thôi, động tác số 7, động tác nhảy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Xong các bài tập thể dục chúng ta sẽ thực hiện động tác thả lỏng Sau đây thầy sẽ làm mẫu cho các em xem 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Các em cùng thực hiện lại nhé Chào tạm biệt các em